Để có một thai kỳ khỏe mạnh thì các bà mẹ tuyệt đối không nên ăn những thực phẩm này. Cái thứ nhất là đu đủ xanh. Trong đu đủ xanh chứa rất nhiều các enzyme và mủ, có thể gây ra các cơn co thắt tử cung, đặc biệt nguy hiểm trong 3 tháng đầu. Hai là ngải cứu. Một số nghiên cứu gần đây cho thấy ăn ngải cứu trong 3 tháng đầu nó sẽ làm tăng nguy cơ tử cung chảy máu, co thắt và dẫn đến tình trạng sẩy thai và sinh non. Cái thứ ba là rau sam. Rau sam có tác dụng kích thích tử cung rõ rệt, khiến mức độ co bóp của tử cung tăng lên, dễ dẫn đến lưu thai. Vì vậy, thực phẩm này nằm trong danh sách hạn chế đối với những bà bầu. Thứ tư là rau răm. Việc sử dụng rau răm trong 3 tháng đầu của thai kỳ khiến người mẹ dễ bị mất máu. Rau răm nó còn có chất khiến tử cung co bóp, dẫn đến tình trạng sẩy thai. Vì vậy, các mẹ nên hạn chế việc sử dụng rau răm trong khi mang thai nhé. Cái thứ năm là rau ngót. Rau ngót nó gây ra hiện tượng giãn cơ trơn của tử cung và gây nên tình trạng sẩy thai, tiêu chảy vì nó chứa chất baberin. Nếu sử dụng hơn 30g lá tươi thì các bạn sẽ có nguy cơ sẩy thai rất là cao nhé. 6. Mướp đắng. Ăn quá nhiều mướp đắng trong thai kỳ, vị đắng của mướp kích thích dạ dày và dạ con, gây co thắt tử cung. Vì vậy, các bạn mẹ cần hạn chế dùng quá nhiều mướp đắng trong thai kỳ. Mẹ bầu hãy lưu ý, chúc các mẹ bầu có một thai kỳ khỏe mạnh nhé.